Ấm ảnh dù máy bay đột ngột thủng lỗ trên cao hàng ngàn mét. Theo BBC, ngày 2 tháng 4 năm 1986, vào lúc 1 giờ 25 phút chiều Athens ở Hy Lạp, chuyến bay mang số hiệu 840 của Gen Airlines khởi hành từ sân bay quốc tế Leonardo da Vinci của Rome, Ý đang hạ dần độ cao để hạ cánh xuống sân bay quốc tế Alenikon của Athens thì một tiếng nổ bất ngờ vang lên bốn công dân Mỹ ngồi ở hàng ghế số 10 bị hút khỏi chiếc máy bay Boeing 727 qua một cái lỗ ở thân máy bay. Dù nổ do một quả bơm gài dưới ghế ngồi hành khách gây ra, quả bơm đã tạo nên một lỗ thủng rộng 2m x 1m ở dưới cửa sổ của cánh phải máy bay. Thi thể của bốn nạn nhân sau đó được tìm thấy ở một địa điểm nằm cách Athens 140 km về phía tây nam. Bốn người này đều ở trong một gia đình, được cho là bà, con gái và cháu gái cảnh sát cũng tìm được một thi thể nam hành khách được nhận diện là người Mỹ, chào đời ở Colombia, bị hút khỏi máy bay cùng với ghế ngồi. Số người còn lại bao gồm 111 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn may mắn sống sót. Cơ trưởng Richard Burtonson đã hạ cánh khẩn cấp và đáp an toàn xuống sân bay Athens. Một hành khách tên là Ibrahim Anami ở Ả Rập Xê Út cho hay ông ngồi cạnh người đàn ông bị hút khỏi máy bay. Chúng tôi nghe thấy một tiếng nổ lớn ngoài cửa sổ và rồi tôi thấy người đàn ông ngồi cạnh mình biến mất. Tôi cũng cảm thấy mình bị hút ra ngoài, tuy nhiên vì cách này đã thoát nạn nhờ nắm chắc vào ghế của người vợ ngồi gần đó. Một phụ nữ khác cũng thoát chết do đi vào phòng vệ sinh trước đó một phút. Một cuộc điều tra chính thức đã được Cơ quan Hàng không Dân dụng Hy Lạp cùng sự trợ giúp của các quan chức thuộc Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ và giới chức Ý Ai Cập tiến hành một nhóm ly khai tự xưng là Isedin Al-Qassam thuộc Tổ chức Cách mạng Ả Rập đứng ra nhận trách nhiệm về vụ nổ. Nhóm quân này do Abu Nidan, một kẻ khủng bố đứng đầu. Nhóm này tuyên bố dù đánh bom là nhằm đáp trả các vụ tấn công bằng tên lửa của Mỹ chống lại Libya vài tháng trước. Ban đầu, cảnh sát nhận diện một phụ nữ Palestine gốc Lebanon là Miles Elas Mansour, nghi phạm khủng bố có liên quan tới nhóm của Abu Nidan. Nghi phạm này từng ngồi hàng 10 ghế 10F của chuyến bay trước đó. Cũng chiếc Boeing 727 sau 2 năm điều tra không kết quả, Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng Mansour đã tiến hành vụ đánh bom Theo mệnh lệnh của tên khủng bố người Palestine khét tiếng Hawari, tuy nhiên Mansour đã phủ nhận. Không ai bị kết tội tiến hành vụ đánh bom. Hãng TWA đề đơn xin phá sản năm 2001 và bị American Airlines mua lại.